bốc cái loại Leica F, đây là dòng medium format. To, to. Medium format. Đầu tiên ở Việt Nam luôn. Đầu tiên ở Việt Nam luôn. Tuyệt vời. Cái này. Sản phẩm lúc nào cũng có sách hướng dẫn này, các kiểu luôn. Em có cái này có đắt, ai chả chả. Đây là đã đấy cho đừng tí kìa. Tôi chết. Đấy. Không mất xích chả lắm. Nó hơi đặn nhỉ. Anh mở cái này có đến 300 triệu hơn. Dạ hơn à? Tùy không có nặng. Không nặng à? Dạ vâng. Cầm một tay vẫn được. Nó không nặng lắm. Trừ. Xe thờ 16 luôn. Ngày trước có cái thế. Thế là mình được. Đây như này. Chụp rất lớn ha. Rất đơn giản. Thế anh còn mấy ông kính cái là ông kính phu. Dạ, ông toàn ông phích hả? Và có 50 và có 35 và 50. Đầu tiên là như nào? Đúng rồi. Không đặt à? Dạ mà. Chỉ bằng cá đông, 5D mát bạc. Không, tôi cầm lại được. Chứ tôi thường cầm. Không phải là cái gì đâu. Và lại bấm vào đây ăn chắc lắm. Có làm được.